À, trước mặt tôi đây chính là Mr. Nam, đúng không? Là người mà gọi là thời gian gần đây là chuyên xong tiếng không biết với nhau. À, không biết là các bác suốt ngày xem clip của bên em và các bác có thấy nhàm chán không, suốt ngày gặp mặt ông này hoặc không ông này thì lại ông này, đúng không? Mà là gương mặt thân quen đúng không? Có lẽ mai chúng ta phải đổi nhân vật khác, đúng không? Thật kéo thế đó. Ờ, một cho là nó nổ một mỡ là đi. đổi ông này thì ông khác, hai là đổi em thì ông khác, đúng không? Hai là đổi em xinh tươi. Mà em xinh tươi em không biết về mấy cái này. Hôm nào chắc là hôm nào chương trình nào phải gọi mấy em xinh tươi kiểu như là em Chasara về nào. Kéo em nghĩ được thế đó. Cho nó hot, đúng không? Rồi cái này chủ đề chính ngày hôm nay. Ngày hôm nay em gặp lại các bác trong một clip review một sản phẩm mà rất là cao cấp. Rất là cao cấp. Sản phẩm này sinh ra cho kỹ thuật, nhưng sản phẩm này cũng sinh ra cho những người chủ sở hữu của nó. Bởi vì sao lại nói như vậy? Bởi vì nó có rất nhiều cái tính năng mà hỗ trợ cho các em kỹ thuật đi setup hay đi khai thác cái bộ karaoke nó rất là mạnh mẽ. Và đặc biệt khi khai thác tốt rồi, đúng không? Thì đương nhiên cái người chủ sở hữu của cái sản phẩm này hay là phòng hát đấy thì người ta cũng khai thác được toàn bộ chất âm, người ta rất là tuyệt vời, đúng không? Và sản phẩm này đa phần bên em vào công trình chứ ít khi đang bán lẻ. Đấy là xin bán lãnh đạo mãi mới cho review sản phẩm này, đúng không? Bên Việt Nam có thể giới thiệu qua cái sản phẩm vang số này được không? À, cái sản phẩm vang số này thì đã là gọi là từ vang số thì nghe nó rất là quen, đúng không ạ? Chúng ta là một con vang, trong đó có tích hợp là effect. Effect ở đây có reverb, có echo và nó tích hợp ở đây là một hệ thống là DSP, đúng không ạ? Thì chúng ta gọi tắt nó là con vang số cho nó dễ gọi đi. À. Thì là nó cũng giống như bao nhiêu con vang khác trên thị trường thôi. Đặc biệt là con này nó một, có cái thiết kế, đúng không? Mọi người nhìn nó là một u rưỡi, đó, 1,5 u. Và đặc biệt ở cái con vang này có một điều đặc biệt là gì mà bên em ít khi chia sẻ ra, đó là con vang này nó thuộc dạng hồng như kiểu là dòng chiến lược ấy, đúng không ạ? Những cái sản phẩm vang này nó chỉ chuyên vào dự án và chuyên vào công trình và gần như là ít khi mà bán lẻ, đúng không ạ? Vậy là con vang này bên em đã nghiên cứu rất lâu để đưa ra những cái tính năng nào nó hợp lý nhất. Là con Pro 2 này đã có ở trên thị trường rất lâu rồi nhưng mà trên mạng nó thật ra là với cái bản mang số anh cũng biết mà nhiều bản lắm, nó nhìn nó giống nhau nhưng thực tế là không hề giống nhau đâu. Cái tính năng ở trong khác nhau hoàn toàn đấy. Nhìn giống thế này thôi nhưng mà cái tính năng và khi anh cắm thích anh alo là anh biết ngay. Đúng rồi. Tại vì với như chúng ta chơi với hàng Trung Quốc ấy, chúng ta đều biết là có thể là một hoạt như này, đúng không? Đúng rồi. Nhưng với ở đây là số là 10. Đúng rồi. Nhưng ở với một số thương hiệu khác thì nó là 4 là 5 thì mình không biết được. Đúng rồi, chính xác. Cái trường hợp này mình cũng gặp nhiều. Mình không biết là họ có lấy được chính hãng hay họ như này không, nhưng với sản phẩm của mình đã từng test rồi, với sản phẩm mình đã từng đặt rồi thì nó hoàn toàn khác nhau, cái chất âm ra khác nhau. Đó là lý do mà các bác khi các bác mua hàng, các bác lên tìm những đơn vị phân phối và nhập khẩu uy tín. Chỉ mỗi điều đó để các bác được sử dụng. Các bác bỏ ra 10 đồng để các bác mua sản phẩm này thì các bác nhận lại giá trị là 10 đồng. Chứ không phải là bỏ ra 10 đồng nhưng tôi nhận lại là được có 2-3. Ví dụ như là những cái sản phẩm bên Borsa bán này, đúng không? Với sản phẩm này, lỗi là đổi mới luôn. Đó là như thế, làm 10-12 tháng, đúng không? Nên là khi mà đã mua cái hàng này là tự tin rằng là nó là sản phẩm chính hãng và sẵn sàng nếu như mà trong cái trường hợp ấy máy không có dùng nữa thì bộ sao sẵn sàng vẫn chịu lại làm chuyện bình thường. Tại vì là thực ra nói là bảo hành 12 tháng thì những sản phẩm này lại rất ít khi lỗi, tại vì sản phẩm rẻ tiền nó không giờ lỗi được. Đúng rồi. Nhưng ý anh ý mà ý em Nam muốn nói là cái chất lượng, đúng không? Mình đang bảo hành nó bảo hành chất lượng chứ không phải là bảo hành vấn đề nó học cái nào. Nếu các bác dùng một sản phẩm như này nhưng mà các bác alo lên hay đánh nhạc lên nó chất âm hai cái nó hoàn toàn khác nhau nếu như ở thị trường, đúng không? Và hiện tại với như bên ProSound của tôi thì luôn mong muốn đặt cái sản phẩm phải cao nhất, có thể rắc nhưng mà nó sẽ là sản phẩm cao cấp nhất để khi đưa ra thị trường thì tất cả khách hàng nhận được sẽ là giá trị thật, đúng không? Ok, em để giới thiệu qua về cái sản phẩm này có gì đặc biệt và khác biệt so với các dòng vang số khác trên thị trường không? À, con vang số này thì điểm cơ bản nhìn ngay từ đầu vào thôi mọi người có thể thấy, đúng không ạ? Với đầu tiên chúng ta quan tâm đến nó là các cổng kết nối đã, đúng không? Kết nối ở đây thì là nó sẽ bao gồm là vừa kết nối dây và vừa kết nối không dây. Đúng rồi. Tức là vừa wifi và vừa không dây. Nếu mà chúng ta thích dùng wifi chúng ta cắm cái wifi đây thôi. Em thấy hôm nọ anh có kết nối rồi, nó khá là ổn định. Đúng rồi, nó khá là ổn định, nó rất là nhanh, nó xa. Ví dụ như một số con vang khác ở trên thị trường các bác có thể thấy, đúng không ạ? Nó cũng có wifi nhưng mà nó tích hợp vào trong. Nên là cái wifi đó nó chỉ đi đúng đoạn thôi. Đúng rồi. Nó không đi xa được, nhưng với con này mình có thể dùng cái dây USB mình nối dài ra 3 mét cũng được. Rồi, đúng không? Vậy là ví dụ như con vang số này ở trong hầm sàn cắm dây vào đây, chính xác, đúng không? Sau đó ngồi tầng một có thể điều khiển tận tầng năm, kéo dài cái dây cốt bên và cắm cái đầu vào, đúng rồi, chính xác, đúng không? Thì điều khiển nó rất là đơn giản, đúng không? Đấy là cái mà lợi hại là rất nhiều người cũng đã hỏi tại sao không thích hợp con vang ở đây vào đây, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà mình bên ở đây là sản phẩm chiến lược nên là bên này nghiên cứu rất là nhiều, đúng rồi, làm sao mà nó
phải là sử dụng tốt nhất trong mọi trường hợp. Đó là lý do ngay từ đầu tiên bên em có nói rằng đây là sản phẩm dành cho kỹ thuật. Đúng rồi, chính xác. Tiếp đến nữa là ở đây nó cũng gồm bao gồm là năm đường linh bảng, năm đường linh bảng 1, 2, 3 đúng không, và đằng sau là bốn năm. Thì có thể là chúng ta cắm phía sau hoặc cắm phía trước, nếu lắp cho tủ máy chúng ta có thể cắm cái dây mic ở phía sau thay vì cắm phía trước, đúng không ạ? Thì ở đây nó chia làm hai đường độc lập, 1, 3, 4 là chung nhau và 2, 5 là chung nhau. Vậy là sử dụng hai cái đường độc lập, hai đường độc lập chỉnh riêng biệt luôn. Ví dụ như là trong một phòng hát mà chúng ta sử dụng hai bộ mic, đúng rồi, hai bộ mic hai hát khác nhau. Không, trong phòng hát nó phải sử dụng như này, mic một bộ mic không dây của hai cái mic và một mic cây. Đúng. Cái trường hợp đó chúng ta sẽ dùng trường hợp đó là hai chuẩn luôn. Cái bộ mic cây này người ta để giữa phòng để người ta gọi là dành cho các ca sĩ phòng tràng người ta hát ấy, thì cái chất mic của cái mic cây này nó khác hẳn với đúng. Bộ mic cây. Thì nếu như chúng ta không căn chỉnh tách rời hai đó ra thì xét được mic không dây thì lại mất đi cái tiếng mic của đúng rồi đó. Chính xác đó. Nên là cái vấn đề là, và tiếp đến là ngoài cái gain tổng ở đây, ngoài những cái nút nhỏ nhỏ đây này để điều chỉnh cho là mic 1, 4 này, mic 2, 5 và mic 3. Đã điều khiển nó lên, tức là điều khiển nó riêng mới, thì ở trong cái phần mềm ấy, trong cái phần mềm nó lại còn có lên nữa để điều khiển trong phần mềm riêng. Trong phần mềm chúng ta có thể điều chỉnh số trong đấy nữa. Ok. Ngoài là cơ ở đây số nữa cơ. Đây em giới thiệu tổng quan, sau này có thể vào phần mềm xem trực tiếp các bác xem. Đúng rồi. Thì em sẽ vậy là tí nữa em sẽ giới thiệu các bác thông qua cái phần mềm đó nó chi tiết đến như thế nào đúng không ạ? Đấy. Thì ở phía trước này nó sản phẩm này nó sinh ra nó không quá nhiều những cái sản phẩm khác, ví dụ như là thay vì chúng ta hạng khác thì họ đưa ra nhiều mốt ở đây đúng không ạ? Thì cái con số này chúng ta có thể dùng cái điều khiển, cái điều khiển con đến 10 mốt rất thoải mái đúng không ạ? Thì ở ngay ở đây trực quan thì với cái phần mềm này chúng ta có những cái nút vặn ở đây rất là lớn đúng không? Có nút music cũng đơn giản như các bạn khác thôi, có mic và có effect. Ở quyền ở đây thì nó có một nút control riêng, control riêng là vô cực. Chúng ta để điều khiển cái gì chúng ta nhấn vào bằng analog ở đây, động cơ ở đây để chúng ta điều khiển các chênh, các ngõ ra ngõ vào các đường input vào đúng không? Để chúng ta điều khiển ở đây. Thay vì chúng ta kết phải cái lỗ phần mềm, tức là rất là nhanh đúng không ạ? Ví dụ như là khi làm đi làm ấy, mình quan tâm nhiều nhất đó là ví dụ như đơn giản mình đang muốn là can thiệp đường mic thì mình chỉnh đúng không, nhấn mic chỉnh luôn với mọi thứ vào đường mic cả, nhấn đường mic chỉnh luôn, tức là nó thiên về kỹ thuật rất là nhiều và nó nhanh. Tức là với cái sản phẩm này thì giúp cho tất cả các anh em kỹ thuật cái việc setup căn chỉnh nó và khai thác nó trở nên đơn giản hơn đúng không? Như bác có thể biết rằng là một sòng làm và vang số chính là một linh hồn của toàn bộ phòng hát cũng như là bộ hát gia đình chúng ta đúng không? Thì cái người kỹ thuật đấy người ta phải tạo cho cái điều kiện tốt để cho người kỹ thuật người ta khai thác được cái con này. Khi khai thác tốt được thì tự nhiên bộ dàn nó sẽ hay đúng không? Thì chúng ta đang trình bày cái này, con này sinh ra kỹ thuật là đầu tiên, là kỹ thuật sinh ra tiếp đó là mặt phía sau đúng không ạ? Phía sau thì chúng ta có 6 ngõ ra, đúng rồi, bắt đầu ngõ ra 6 ngõ ra thì bao gồm là hai đường dành cho mid, bên chính một đường cho sub, một đường center và hai đường surround. Đó. Thì tiếp đến đó là ở đây thay vì chúng ta kết nối cái cổng USB để điều khiển ở phía trước thì nó lại thêm một cổng kết nối ở phía sau nữa. Ngay phía sau này cũng có một cổng kết nối luôn. Tức là cái ông này là cái ông sản xuất ra này ông rất chơi vời đấy, đúng không? Sản xuất lúc hai cổng kết nối. Thế ngắt đi một cái nó tiết kiệm tí tiền thì mới nhìn ấy. Tại đúng vậy thì nó vui vậy đúng không? Thế là tiền là cắm cổng trước được, đúng rồi. Cắm được. Rất là đó là lý do mà sinh ra cho cái thôi. Đúng rồi, nó cắm động được. Tiếp đến là chúng ta sẽ có một cái đường rack out ở đây. Rack out này có thể là dùng cái live stream hay gì đó. Đúng rồi, trực tiếp tổng hợp toàn bộ cổng vào hai đây. Đưa ra đây, đúng rồi, đưa ra đây. Như ngày xưa là dùng cái này đưa xuống ống mic này. Đúng rồi, chính xác. Ở đây thì chúng ta cũng có thể thấy là nó bao gồm các ba cổng hoa sen đúng không? Ba đường hoa sen để đưa vào một cổng optical và một cổng optical. Rất là đủ, đúng không? Có cổng quang, tức là con này thì đầy đủ cổng kết nối rồi. Em phải giải thích cổng này nữa. Có rất nhiều bác không biết. Cổng này tức là nó chạy cổng tín hiệu đồng trục, một sợi dây thôi, vào đây thôi. Nó là sợi dây analog. Thay vì chúng ta chạy hai sợi dây như này đúng không? Thì đây, cái này nó sẽ chạy một sợi thôi. Và toàn bộ sản phẩm Prosa là đương nhiên rồi, đều có tem Prosa phân phối hết. Đúng rồi. Prosa phân phối nhập khẩu. Ok. Bây giờ em có thể vào phần mềm có thể giới thiệu qua những phát phần mềm không? Ok. Thế bây giờ em sẽ vào cái phần mềm đấy, để em giới thiệu cho các bác thấy là cái phần mềm này nó sử dụng như thế nào. Bây giờ em sẽ giới thiệu với mọi người qua về cái phần mềm, với cái giao diện phần mềm và cái cách sử dụng của cái con vang số này, nó có cái tính năng và cái ưu việt như thế nào, đúng không ạ? Nếu mà nhìn vào cái giao diện phần mềm này em chỉ giới thiệu qua thôi thì sẵn sàng là các bác có thể mang về là xài được ngay và ai cũng có thể sử dụng được cái phần mềm này, bởi vì thật ra nó quá dễ. Các thẻ giao diện ở đây nó rất trực quan, đúng không ạ? Em giới thiệu khi mà các bác bật phần mềm này lên, các bác việc đầu tiên các bác quan tâm đó là các bác quan cái kiểu kết nối ở đây, đúng không? Đầu tiên các bác phải kết nối với con vang này, đúng không? Chúng ta kết nối bằng USB hoặc là bằng Wi-Fi,
ví dụ như bằng USB đúng không, các bác chỉ cần tích vào USB và ấn vào connect là lập tức là xong. Tiếp đến nữa, đầu tiên các bác quan tâm đến các thẻ đúng không, ở trong này đầu tiên là có music này, có mic này, có reverb này, có echo này, có các đường out ra là main này, surround này, center, subwoofer đúng không ạ, và hệ thống ở đây là hệ thống system, tức là hệ thống cài đặt và lưu đấy, tức là nó rất trực quan ở đây, nhìn thấy nó rất trực quan. Đầu tiên với cái thẻ music, music đây là chính là cái thẻ mà music tổng, tức là khi mà tín hiệu nhạc chúng ta đưa vào nó sẽ chạy qua đây trước đúng không ạ. Đấy, ở đây thì chúng ta sẽ có các đường ngõ vào đúng không ạ, các gain cho đường ngõ vào này đó. Tiếp đến nữa ở đây có một cái tính năng noise gate, cái noise gate ở đây cái tính năng này cực kỳ hay và hữu dụng đó. Ví dụ như trong cái trường hợp là nó xảy ra trong trường hợp là nếu như mà các bác mà nhổ cái tín hiệu ra mà cắm vào tín hiệu vào ấy, nó sẽ nổ ra tín hiệu lạch bạch hoặc là nổ bọp ấy, thì ở đây chúng ta tăng cái noise gate này lên thì lập tức là cái tín hiệu ấy nó xử lý mà tránh cái hiện tượng là chúng ta nhổ cái dây tín hiệu ra nó bị nổ đấy, ra loa đấy, thì con này nó có tính năng đó đó. Tiếp đến thì nó cũng có những cái đường mà low cut, high cut đấy, low cut, high cut và cái chế độ cut đấy, như đấy, ngay từ đường này nó đã có chế độ đó rồi đó. Tiếp đến chúng ta sẽ chuyển qua một cái đường và cái đường tổng ở đây ấy, nó có gồm 15 band equalizer đấy, 15 equalizer có thể là di chuyển bất kỳ đấy, để chúng ta chỉnh. Tiếp đến nó chuyển qua cái thẻ mic đấy, thẻ mic ở đây thì chúng ta sẽ được chia ra làm hai mic độc lập đúng không ạ, 1, 3, 4 và 2, 5 là chung nhau, vừa nãy em có nói rồi đấy, 1, 3, 4 và 2, 5, hai cái đường mic này chúng ta có thể là chỉnh độc lập hoặc link vào nhau. Đây, link ở đây thì cái kick play link thì nó sẽ giống nhau đó, nó giống nhau, còn khi chúng ta nhả cái link ra thì hai cái mic này nó sẽ được chỉnh độc lập. Tiếp đến ở đây thì mỗi ngoài ra ở ngoài trước mic vừa nãy em có giới thiệu ấy, đó, nó có những cái tính năng ví dụ như là vặn gain ở mic ở ngoài ấy, thì ở trong này nó cũng có thể tăng giảm gain của riêng từng cái đường mic, hai đường mic này trong này nữa. Đặc biệt ở đây nữa là gì, ít có cái vang số nào có lắm, hai đường mic này có thể đảo pha ngay lập tức. Thông thường những cái tính năng này chỉ trên mixer số thôi, mixer số chúng ta có cái tính năng này. Nếu như hai bộ mic cùng cắm vào mà nếu như khi hát lên, bật hai mic hát lên nó sẽ bị mất bass, hoặc là nó bị dư chép hoặc nó bị zip, thì cái trường hợp này cực kỳ hữu dụng cho các bác. Đấy, đây là một điều rất là bí mật đấy, mà thông thường các vang khác chắc chắn là không có. Đó, ví dụ như là chúng ta cắm một bộ mic thì không sao đúng không, cắm thêm hai bộ mic, bật tay mic lên hát tự nhiên là zip hai hoặc là bị mất bass, nó tức là mất hết giải lâu đi, thì chúng ta có thể đảo pha ở trên phần mềm này. Đó, tiếp đến nữa là con vang số này nó có đến 8 chế độ feedback, 8 chế độ đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tức là rất nhiều chế độ feedback ở đây đó. Tiếp đến nó được đường mic này thì nó có một cái tính năng rất đặc biệt, đó là mic excite. Mic excite là như thế nào, một số cái bộ mic ấy mà các bác sử dụng ấy là cái phần mid 2 của nó kém đấy, tức là mid 2 kém, thì cái con vang số này nó có tính năng là boost phần mid 2 lên, boost gọi là boost mid 2 đấy, là nó giúp cho cái tiếng mic nó sáng hơn đấy, thì cái con vang này nó có tính năng đó. Ngoài ra thì cái đường mic này cũng có cái đường noise gate đấy, rất mạnh. Noise gate là như thế nào, ví dụ như là trong cái trường hợp cái phòng của chúng ta bị quá nhiều tạp âm đúng không ạ, môi trường bên ngoài mà chúng ta muốn là cái tiếng tạp âm ở ngoài nó không bắt vào cái mic đó mà chỉ bắt của giọng của mình thôi, thì chúng ta sử dụng cái noise gate này đấy, nó cực kỳ hữu dụng. Ngoài ra thì con này cũng có com đấy, tính năng com rất mạnh đúng không ạ, và đường mic chúng ta có thể dùng com và đường mic tránh hiện tượng là người ta gào, người ta thét lên đúng không ạ. Rồi, đó là giới thiệu qua về cái đường mic này đúng không ạ, cũng có đủ low cut, high cut. Ngoài ra chúng ta có thẻ reverb đó. Reverb này so với những cái vang bình thường ấy thì chúng ta chỉ có một chế độ reverb để chúng ta tỉnh thôi đúng không, các bác chắc chắn điều đấy không ạ, chỉ có một chế độ thôi và chúng ta chỉ tăng giảm độ dài ngắn và nhiều của reverb. Nhưng con này chúng ta có đến 3 chế độ reverb, và với cái đường reverb này chúng ta cũng có đến là 5 band equalizer để điều khiển tiếp đó. Tức là con vang số này quá nhiều tính năng đúng không ạ, mà nó rất dễ sử dụng đấy, chúng ta thế thôi. Tiếp đến là chúng ta qua chế độ echo. So với các vang khác thì echo chúng ta chỉ có một đường echo thôi đúng không ạ, và chúng ta cứ chỉnh bình thường thôi. Nhưng con này thì ở đây các bạn có thể thấy cái chữ echo type, typer này, tức là kiểu echo, nó có 3 kiểu, một là mono, hai là sitem và ba là dual đấy, các bác chỉnh nha đấy. Tiếp đến là chúng ta qua cái đường main một chút. Các đường main thì giống các đường còn lại trừ cổng center với subwoofer là nó dùng tín hiệu mono thôi đó. Thì cái đường main này ở đây nó cũng có các chế độ low cut và high cut để cho chúng ta làm việc đúng không ạ, rất nhiều chế độ đấy, rất nhiều chế độ ở đây đấy, để chúng ta làm việc và chúng ta chia cho các loa ra với nhau. Ở đây thì cái con vang này nó đặc biệt là khi chúng ta sử dụng, chúng ta có thể mút các đường vào ngay lập tức đấy, mút từng đường, ví dụ rep right đấy, main rep, main right, và gain cũng vậy đấy, chúng ta có thể tăng giảm to nhỏ từng chiếc loa một riêng biệt đấy.
và chúng ta cũng có thể chỉnh delay từng loa riêng biệt. Đó, có thể nhìn bằng mét. Đấy, hoặc có thể nhìn bằng mili giây. Ở đây, con này có tính năng rất đặc biệt là chúng ta có thể đảo pha trên từng loa chứ không phải đảo pha tổng nữa. Đó, nó rất mạnh. Nó như một cái DSP ấy, đúng không ạ? Khi mà trên một DSP chúng ta cần xử lý từng đường riêng biệt, đúng không ạ? Từng ngõ riêng biệt thì con này nó làm được điều đó. Ví dụ chúng ta cần đảo pha kênh trái và làm delay nguyên kênh trái thôi. Đấy, không liên quan đến kênh phải. Đấy, so với những con vang khác thì nó không làm được điều đó. So với những con vang khác thì nó chỉ đảo được pha được tổng thôi. Tức là nó đảo pha được đường mic vào thôi. Đấy. Và delay nó cũng chỉnh như vậy. Và đặc biệt là cái đường mixer này chúng ta cũng có thể đảo pha được toàn bộ từng đường. Đó, cộng trừ, tức là đảo phase được đường mic, được đường nhạc, đường reverb và đường echo. Rất mạnh. Đấy. Tiếp đến chúng ta cũng có thẻ compressor ở đây. Đấy. Đường surround cũng tương tự. Đấy. Và đường center cũng vậy. Đường center cũng vậy. Chúng ta cũng có thể là tăng giảm riêng và delay và đảo pha từng thứ một. Đường subwoofer cũng vậy. Tiếp đến nữa chúng ta có thể là quan tâm đến cái thẻ system. Đúng không ạ? System ở đây là gì? Nó là cái mục mà chúng ta sẽ sử dụng cái con vang này để vào mục đích như thế nào, đúng không ạ? Và chúng ta chia là bao nhiêu mode. Ví dụ như các bác thích đầu tiên là chúng ta sẽ quan tâm là muốn khởi động cái con vang này đầu tiên là âm lượng ở mức độ nào, đúng không ạ? Các bác có thể nhìn thấy đây, volume config, tức là đây là sử liệu cái vấn đề là tất cả volume mà. Ví dụ như là khi chúng ta chỉnh, chúng ta quan tâm đến những thẻ tổng ở trên này, đúng không ạ? Mic tổng này. Đấy, effect tổng này. Đấy, và master. Master này là như thế nào? Master này nó sẽ liên quan đến cả mic, cả effect, cả nhạc. Đấy, các bác vặn cái này thì nó sẽ giảm đồng thời giảm hết và tăng hết. Đấy, con vang này nó lại có cái đường master riêng. Đấy. Ví dụ như là thông thường các bác giảm ở con vang khác ấy, các bác giảm nhạc thì nó chỉ giảm nhạc thôi, đúng không ạ? Và là mic thì giảm mic thôi. Nhưng con này thì nó đã có một cái tính năng, nó là giảm tổng, tức là giảm một phát là giảm hết luôn. Đó. Giảm là giảm đồng thời và tăng đồng thời. Ok, hiện tại thì bên em đã wrap xong bộ này và bây giờ em sẽ dùng một con đẩy của 4 Acoustic này. Một kênh sẽ đánh đôi 4 loa 4 112Q. Hai là con súp đơn DK mà thời gian trước bên em đã có review cho các bác. Và bây giờ thì xin mời các bác trải nghiệm chất âm của Pro 2. Đó, Mr. Nam đây, đang quá trình setup, các bác sẽ cùng cả trải nghiệm. Hiện tại với con đẩy 4 này là 1500W một kênh. Đấy, rất khủng. Đây. Ở đây chúng ta sẽ dùng hai loa và một súp. Đây. Hai loa một súp. Đây là series 112Q. Ok, để chúng ta cùng nhau trải nghiệm. Đây, hai hệ thống hai loa. Và chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm chất âm của Pro 2. Ok, đã set xong. Xin mời các bác cùng trải nghiệm khả năng xử lý của con Pro 2 này kết hợp cùng với loa 4 Acoustic. Đây, số 4. Chất âm từ con vang Pro 2 xử lý, đúng không ạ? Setup rất là đơn giản, rất là nhanh nhưng mà đã ra được chất, đúng không ạ? Đương nhiên thì loa và súp cũng đã phải hay rồi. Nhưng mà loa và súp mà đã hay rồi nhưng mà con vang mà xử lý không tốt nữa thì cả bộ dàn thì nó bỏ đi thôi, đúng không ạ? Quan trọng nhất như các bác cũng đã biết là con vang số là một con mà trung chuyển của mọi thứ, đúng không ạ? Mic vào, trộn nhạc, trộn mic và trộn mọi thứ để xuất ra, đúng không ạ?
thì nó rất là quan trọng đúng không ạ? Ok, bây giờ em sẽ tiếp tục một bản Roomba nữa để các bác có thể nghe được chất âm của con vang số xử lý nhé. Ok thôi, bây giờ em sẽ quay lại cái phần chính của chiếc vang số này. Chiếc vang số này sinh ra đúng không ạ? Các bác nghe cái tên gọi cũng đã biết rồi, nó là vang đúng không ạ? Vang tức là tạo ra các hiệu ứng vang nhại đúng không ạ? Thì quan trọng nhất chính là phần hát. Ok, bây giờ em sẽ gọi ca sĩ vào hát hò các bác thử xem nhé. Từng ngày lặng nồng nặc từ câu ca dao, từng ngày lặng lẽ sống vui. Qua rồi một thời vội vàng giao tâm chơi, rồi mình thầm yêu đương sớm tối giữa thanh thang bầu trời nắng gió muôn nơi. Thời gian qua đi một bề nhiều lần suy nghĩ, đời ngọt ngào thì đôi khi tình yêu nơi đâu vội vàng tìm ngoài không thấu. Sao người đi đôi khi không như ý, chưa có bao nhiêu năm nữa, có lẽ ta không ngây ngô như bây giờ. Bao nhiêu chỗ vừa từng ngày vẫn tinh giờ, cành lá sao lặng im như thôi không mong nhớ. Và còn nhiều hơn trong ngày, rồi thì lặng lẽ những tháng ngày buồn lại, ngày vui dễ lắm mau phai, mà ngày về nhìn lại cuộc đời vui ghê, về nhìn lại yêu thương vẫn thế giữa cơn đau nặng nề. Vì nhiều lần suy nghĩ đời ngọt ngào khi đôi khi tình yêu nơi đâu vội vàng tìm ngoài không thấu. Thôi xin anh chị dù lại đi bao nhiêu năm rồi làm gì mà được gì, ngày tháng sao vội đi đi đôi khi không như ý. Thời gian vừa qua thì em và Mr. Nam đã có review cũng như test toàn bộ chất âm của con vang được gọi là con vang chiến lược Pro 2 này. Có lẽ là một chiếc vang quá tuyệt vời đúng không ạ? Hỗ trợ các anh em kỹ thuật cũng như là chất âm quá là hoàn hảo.
không biết nói gì hơn, một con vang rất là tuyệt vời đúng không ạ? Ok, sẽ là hẹn các bác clip tiếp theo, hẹn gặp lại tất cả các bác trong các clip tiếp theo. Xin chào ạ.